Chúng ta hôm nay nghiên cứu về Click to Fund với một số các cái tổng hợp tin tức của các cặp Forex như sau. Thì mọi người cũng biết được Click to Fund đưa ra một số các giải pháp cho chúng ta, đó là hệ thống giao dịch cấp tín hiệu cho chúng ta, đó là Click to Fund và No Loss System. No Loss System đưa ra cho chúng ta một số các cái giải thích về No Loss là gì trong đầu tư. Mọi người thì có thể tham khảo No Loss System trong richiefund.com và đầu tư gì.vn. Chúng ta tìm hiểu về toàn bộ tất cả những cái quy trình của richiefund. Chúng ta có thể gõ vào richiefund.site là một trong những cái tổng hợp các cái video mà David đã gửi cho mọi người. Các cái video này chúng ta có thể thấy được là các cái yếu tố và các bài của chúng ta trong Click to Fund, đặc biệt là hướng dẫn xem toàn bộ quá trình giao dịch của tài khoản đầu tư Click to Fund No Loss System với bài số 13, bài số 12, các cái vòng để chúng ta hiểu được đầu tư an toàn. Tiến tới các tỷ lệ đầu tư an toàn thì chúng ta cần phải hiểu rất sâu về hệ thống Forex. Trong ngày hôm nay thì các cái tin tức của tuần bắt đầu từ mùng 9 đến ngày 13 có rất nhiều các cái tin tức. Tin Japan Yen, tin Euro, tin CAD rất nhiều. Chúng ta lại điểm lại về tin của Euro trong ngày. Thứ nhất là các điểm xoay là 1.1720 và chúng ta có được cái xu hướng mà Trading Center họ đã đưa ra. Các mức cản 1.165, 1.17, 1.172 và đi lên tiệm cận vùng 1.179, 1.825 và 1.186. Do đó, chúng ta có thể theo dõi được các yếu tố mà Euro có thể nhận ra. Đây là một số các cái vùng điều chỉnh của Euro sau khi các cái mức cản về dưới và đặc biệt là vùng giá thấp đã được đánh lên. Lúc này sự hưng phấn của đồng Euro đã được cải thiện hơn, cũng như là đồng bạc xanh bắt đầu bị suy yếu. Từ đó đồng Euro vẫn tiếp tục nằm trên Bollinger Band trên và nằm trên dải mây Ichimoku, chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà giá tiệm cận về tầng giữa của đám mây Ichimoku, khiến cho đồng Euro vẫn được đánh giá là tăng cao. Vậy thì điểm pivot là 1.17 và chúng ta có thể mua ở các cái vùng cản vượt lên trên 1.79 và do đó là người ta khuyến nghị giao dịch mua ở trên 1.1720, mua trên vùng 1.720 với mục tiêu là 1.1790 và 1.1825. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta thấy được xu hướng rõ ràng của Euro đi lên. Còn AUD thì cũng như vậy, khuyến nghị giao dịch mua ở trên 0.7415, đây là các mức cản và các điểm pivot của nó. Và chúng ta lại xem xét ở AUD 0.1748 và đây cũng như vậy. Sự suy yếu của đồng bạc xanh khiến cho đồng AUD vẫn được coi như là một trong những cái cách để chúng ta nhìn thấy của cái mức giá. Việc điều chỉnh ở giữa của Bollinger Band và Ichimoku ở các cái vùng 0.74268 và đặc biệt giá đang tiệm cận ở giải trên của Bollinger Band khiến cho dòng tiền và vốn đổ vào AUD rất là mạnh mẽ, khiến cho cái cặp AUD và USD tăng cao giống như là bảng phân tích của Trading Center đưa ra. Japan Yen với điểm xoay 110 nó ngược lại với lại cái cặp USD Japan Yen. Khi mà USD đánh xuống thì đáng lẽ là cái cặp này thì bị đánh xuống, nhưng mà Trading Center người ta vẫn đưa ra một cái cách để tăng tỷ lệ. Tuy nhiên tôi có thể đưa ra một số các cái điều chỉnh của Japan Yen trong cái phân tích sóng của 1 giờ. Tôi vẫn cho rằng sóng của 1 giờ vẫn tiếp tục đi xuống trong trường hợp 110.283 và nó có thể đi tìm về các mức của quá khứ, đó là 110.063 hoặc đặc biệt là vùng 109.701. đây là yếu tố của H1. Tuy nhiên chúng ta hãy xem xét ở các mức độ mà USD đang giảm xuống, do vậy là cặp USD Japan bị đánh xuống. Thay vì đó, chúng ta nhìn thấy ở các mức cản của 1.10 mà chúng ta có thể nên short sell ở vùng 1.10 thay vì chúng ta mua lên và đánh xuống, đánh lên giống như Trading Center. Do vậy cái điểm điều chỉnh của Trading Center chúng ta có thể khuyến nghị ở các cái vùng thấp mà thôi. Do vậy là người ta nói rằng mua ở trên vùng 110, nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng là các phương án mà
Bollinger-Benz và Ichimoku khiến cho gì chúng ta có thể thấy được cái cặp Uzi đánh xuống thì sẽ tốt hơn. Bảng Anh thì sao ạ? Bảng Anh với các cái hỗ trợ của USD giảm giá khiến cho bảng Anh tăng giá, giá vẫn đang nằm trên Bollinger-Benz. Các yếu tố của RSI và 9MA khiến cho gì các cái vùng trên 64 khiến cho giá có thể gì làm vùng mua sẽ tốt hơn 64 và 68 của RSI. Do vậy vùng 1.32 vẫn khuyến nghị mua lên trên và chúng ta sẽ theo dõi các yếu tố của bảng Anh. Cũng đúng như là chúng ta phân tích cái việc bảng Anh có các cái mức vùng giá thấp của vùng 1.32 và đi lên trên tiệm cận Bollinger-Benz trên, do vậy là rất vững chắc lúc này. Do đó là gì các vùng giữa của Bollinger-Benz 1.32974 đó là yếu tố quan trọng mà giá có thể điều chỉnh, và lúc này chúng ta vẫn kiên trì ở các mức giá thấp để điều chỉnh về đường giữa của Bollinger-Benz với vùng đánh giá lên. Do đó là Trading Center họ cũng đã đưa ra các cái mốc là 1.32776 là vùng mua. Phương án phụ là nếu thủng qua 1.3255 thì có thể đến 1.3200, thì đó là yếu tố quan trọng mà Trading Center bao giờ cũng đưa ra hai kịch bản. Do vậy ở đây chúng ta vẫn theo cái kênh là bảng Anh đi lên. Đường New Zealand thì sao ạ? Lúc này New Zealand chúng ta có thể xem New Zealand tăng lên, đúng không ạ? Vì New Zealand đứng trước USD, do vậy các cây nến xếp ở giải trên Bollinger-Benz tiệm cận đường Ichimoku khiến cho giá có thể bật lên và đi tìm về vùng 0.689977. 068977 đó là yếu tố quan trọng của New Zealand. Chúng ta cũng nhìn thấy nếu thủng qua 0.68 thì có thể về 0.6775 và 0.6755. Đây là yếu tố quan trọng mà chúng ta nhìn thấy sóng của New Zealand. Và đây là đô la index. Khi chúng ta phân tích các cặp của FX thì chúng ta đặc biệt để ý đến đô la index. Và hiện tại là giá đang là 93.8, 93.7 và 93.55 là yếu tố của đồng đô la index tiếp tục đồng bảng xanh suy yếu và đánh xuống của cái cặp index này khiến cho bảng Anh, Euro, New Zealand và các cặp khác Úc cũng có thể đi lên vì đồng bảng xanh suy giảm. Sẽ các yếu tố phân tích kỹ thuật Bollinger-Benz và Ichimoku thì đều cho các cái tín hiệu giống như Trading Center hôm nay. Tuy nhiên chúng ta chỉ để ý một chút về Japan Yen mà thôi. Do đó là đây là cái bản tin mà chúng ta có thể xem xét dựa trên các cái yếu tố đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với lại các tỷ lệ FX. Trên đây là các tổng hợp của Forex Factory cũng như là một số các cái điểm để phân tích thông qua các cái sóng Ichimoku, Bollinger-Benz cũng như là cái điểm pivot của hệ thống No Loss System. Các phòng đầu tư họ đưa ra các chiến lược để làm sao hedging lệnh và đặc biệt phải hiểu sâu về No Loss System để cho chúng ta có thể có cái cách để chúng ta vào lệnh làm sao cho hiệu quả nhất, an toàn nhất. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với lại No Loss System, chúng ta có thể đăng ký ở richiefund.com hoặc là Zalo 0987732228. Xin được cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.